Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Oan và lại là chúng mình đây. Ngày hôm nay thì mình có dành tặng cho thằng em mình là mua hộ thôi một chiếc MacBook Pro M2 mới nhất, và đây là Quân. Hello, xin chào các bạn, mình là Quân và mình đã có cơ hội sở hữu con MacBook Pro M2 mới nhất này. Hôm nay chúng mình sẽ đập hộp và trên tay trải nghiệm và chia sẻ lại cho các bạn nhé. Ricky cơ bản 32,5 triệu một con máy mà nó sinh viên mà nó mua luôn đấy. Một tháng làm tại MacOne mình đã đủ tiền mua MacBook Pro M2. Thôi, mày đừng có bốc phét, mày đừng có mồm điêu đi. Chả thằng anh chả góp phải. Chả góp phải. Ôi trời ơi. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ chúng mình sẽ bóc hộp luôn nhá. Cái bản mình đang có ở đây là bản base nhất của MacBook Pro M2 thôi, đang có 8GB RAM. Chạy chip M2, 8 nhân CPU và 10 nhân GPU, 256GB SSD. Ok, qua một chút thôi, bây giờ mình sẽ bóc hộp luôn nhé. Đó, đấy, cái cảm giác đầu tiên này. Lần đầu tiên bóc siêu. Lần đầu tiên là lần đầu tiên mình bóc siêu một con MacBook. Trước đó thì mình có dùng laptop Windows. Cảm giác bóc này nó vẫn sướng hơn đúng không? Thận có nhói không hả em? Là đồ đắt tiền thơm hơn hẳn các bạn ạ. Ở trong hộp của máy thì sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này, một đường sạc 67W và Type-C đúng không? Type-C. Ok. Đấy, như vậy là phụ kiện thì vẫn như mọi năm thôi, không có gì là đổi mới lắm. Và bây giờ mình sẽ đến với nhân vật chính nhé. Về thiết kế thì như anh thấy nó không có gì khác biệt với năm trước lắm nhỉ? Vâng. Giống hệt một chiếc MacBook của chị Vân. Vân là bây giờ đang dùng M1 đúng không? Vâng. Màu của em ở đây thì em đang mua phiên bản là màu gray, khác mỗi màu của chị Vân thôi. Chị Vân là màu silver, màu bạc. Gray trông nó nam tính hơn đúng không? Quả táo ở đây thì nó vẫn được làm rất là bóng, rất là đẹp. Cá nhân mình thì lần đầu tiên chuyển qua MacBook, mình hơi tiếc một xíu là cái quả táo này, các đời sau này người ta không còn làm cái quả táo phát sáng nữa ấy. Thì nó nói chung là nó mất đi một cái sự gì đấy nhiều tiền, sang trọng một xíu. Đó. Anh cũng cảm thấy cái logo táo sáng đấy nó là một cái gì đấy rất là đặc trưng của MacBook. Iconic đấy. Còn về màn hình, bàn phím thì sao nhỉ? Nói sâu hơn về thông số kỹ thuật của máy thì hiện tại chiếc MacBook Pro chạy chip M2 này thì đang có màn hình là 13.3 inch và độ phân giải là 2K, rất là đẹp. Là tấm nền Retina đúng không? Vâng, tấm nền Retina. Rồi là bàn phím ở cái phiên bản này thì em thấy bấm cũng rất là sướng. Sướng, nó không còn là gọi là gì, bàn phím cánh bướm nữa. Đó, bây giờ là bàn phím cắt kéo rồi thì tốc độ bấm này cũng, lực bấm này rồi là đấy, các thứ rất là ngon. Em nghĩ là bấm cốt trên này cũng rất là ổn đấy. Hai cái giải loa này thì các bạn cũng đã biết là loa của MacBook từ trước đến nay cũng là thuộc hàng tốt rồi. Đó, loa rất là sống động. Về cổng kết nối thì sao nhỉ? Về cổng kết nối thì thực sự đúng là cái này em sẽ phải mua thêm một cái hub nữa. Tại vì em có thường thì em mặc dù cái touchpad của nó rất là to, rất là ngon nhá, nhưng mà em lại không quen dùng lắm, thỉnh thoảng em sẽ phải dùng chuột. Đó, thì chắc là em sẽ phải mua thêm một cái cổng hub nữa để cắm thêm chuột như là cắm bàn phím cơ ở ngoài chẳng hạn. Và chắc hẳn bạn nào mà muốn xuất cái máy màn hình này ra cái màn hình ngoài, ví dụ máy chiếu chẳng hạn, thì chắc hẳn là chúng ta phải mua cái hub để chuyển đổi rồi. Còn với cái cổng Type-C này thì nó sẽ không xuất được ra cho chúng ta. Touch ID lúc đấy mình cũng đã vừa mới setup rồi, khá là nhạy, chạm cái là lên rồi. Đó. Về khung viền cũng như là cân nặng thì sao, có gì khác biệt so với mọi năm không? Thực ra về cân nặng rồi là về tất cả mọi thứ em thấy nó cũng không khác gì. Thật sự là nó không khác gì so với cả năm ngoái luôn. Tất cả mọi thứ từ núm rồi là bản lề, tất cả viền này giống hết mỗi năm. À, một cái là nó cũng khá là nhẹ. Nó nhẹ hơn con máy cũ của em rất là nhiều. Thế là cái này so với Windows đúng không? Còn MacBook nó nhẹ từ xưa rồi. Cái này thì để vào cặp sách hoặc là gì thì nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình nghĩ rằng là năm nay Apple không thay đổi thiết kế quá là nhiều, bởi vì là chắc là để cho người dùng tập trung vào dòng MacBook Air mới hơn. Hoặc là cái khung vỏ này ở xưởng nó bị tổn nhiều quá nên là năm nay chỉ thay mỗi giọt ở bên trong là con chip thôi, còn lại lấy nguyên khung của mọi năm. Thế thì cái công việc chính hàng ngày của em là gì mà em lại lựa chọn cái dòng chip M2 này không phải là các dòng MacBook khác? Thực ra ở trên công ty thì công việc chính của em chỉ là viết content cơ bản thôi, nhưng mà em có làm thêm ở nhà là em có vọc vạch sử dụng Premiere, em có làm vlog ở trên TikTok nữa. Đó, đâm ra là em sẽ sử dụng để edit video khá là nhiều. Với cả là em cũng đang học code nữa. Thỉnh thoảng thì sẽ ví dụ ở trên lớp nhá, hoặc là sau này có thể em đi làm về code chẳng hạn,
thì em sẽ phải chạy máy ảo nhiều. Em nghĩ là sẽ lựa chọn lên bản Pro mà có thêm quạt tản nhiệt thì sẽ ngon hơn là bản E. Và những cái nhu cầu đấy thì mình nghĩ rằng là tất cả các bạn nào mà đã đi làm rồi thì cũng sẽ rất phù hợp với dòng MacBook M1 Pro M2 mới này. Và theo em thì những ai bây giờ cần nâng cấp lên dòng Pro M2 này? Theo mình thì những cái người, ví dụ như mình là một người đang dùng Windows thì muốn một cái chiếc máy có cấu hình mạnh này, rồi là có quạt tản nhiệt thì mình nghĩ là sẽ nâng cấp lên phiên bản M2 này thôi. Còn đâu mà những người đang dùng những chiếc MacBook Pro chạy chiếc M1 ấy thì mình nghĩ là vẫn chưa thực sự cần thiết là lên đến phiên bản M2 này. Giá hiện tại của nó em tham khảo ở Mac One đấy là rơi vào khoảng 32,5 triệu. Thế là nói chung là chênh so với cả phiên bản M1 khá là nhiều. Đó. Thì những người dùng M1 thì chưa cần lên vội. Về thời lượng pin thì con này thì em cũng chưa trải nghiệm được nhiều. Thật ra là về thời lượng pin cũng như là hiệu suất nó phục vụ cái công việc của mình như thế nào thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở video sau. Một tuần là đủ trải nghiệm cho em hay phải một tháng? Chắc là tầm khoảng một tuần thôi, em sẽ ngồi em làm thử việc đấm content cũng như là về em thử edit một số video. Trước giờ thì pin của MacBook cũng đã rất nổi tiếng là rất là tốt rồi, ví dụ như có thể đáp ứng một công việc trong một ngày với những cái tác vụ cơ bản mà chúng ta không cần phải mang theo sạc. Đấy là cái trải nghiệm cá nhân của mình. Và năm nay thì mình cũng rất là hy vọng rằng là Mac One sẽ về sớm cái dòng MacBook Air M2 để trên tay và trải nghiệm đến các bạn với cái dòng MacBook mới nhất. Và mình thì vẫn đang dùng E2017, vẫn chưa có điều kiện như bạn này để đổi sang dòng M2. Thì mình hy vọng là mình sẽ đủ kinh phí để nâng cấp lên M2 để gửi tới các bạn cái bài đánh giá chi tiết. Và nếu mà các bạn quan tâm về các dòng MacBook M2 này thì các bạn có thể ghé ngay website của Mac One để chúng ta có thể pre-order đặt hàng. Khi mà chúng ta đặt hàng trước thì sau máy sắp về sau khoảng tầm 1 đến 2 tháng thì các bạn sẽ là người đầu tiên ở thị trường Việt Nam sở hữu chiếc MacBook này. Và đừng quên, nếu mà các bạn đặt hàng ngay bây giờ tại Mac One, chúng mình là có chương trình ưu đãi, đó là giảm 300.000 dành cho những bạn đặt hàng sớm. Ok, liên hệ ngay với Mac One nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.